Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu. Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu. Các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoai Châu, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang và thành phố Hưng Yên khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, mục tiêu phương hướng giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Kim Động xây dựng 8 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Vùng trồng cam xã Tam Đa chủ động nhiều biện pháp để mạnh tiêu thụ cam. Huyện Văn Lâm bắt giữ và tiêu hủy 2 vụ thực phẩm bẩn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo quân khu 3. Tham dự buổi gặp mặt có trên 600 cán bộ quân đội cao cấp từng công tác tại bộ, quân khu, lữ đoàn, trung đoàn, các tỉnh thành tương đương đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn 5 huyện phía Bắc tỉnh là Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe thông báo khái quát một số vấn đề thời sự nổi bật của thế giới, của khu vực, trong nước, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng trong năm 2018. Những kết quả đạt được của Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc phòng, toàn dân, những thành tựu nổi bật của lực lượng quốc phòng trong xây dựng lực lượng vững mạnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và vấn đề hội nhập quốc tế. Một số thành tựu nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ vui mừng thông báo khái quát những kết quả đạt được của tỉnh ta trong năm 2018. Trong đó nổi bật là năm thứ hai tự cân đối được thu chi, các mặt kinh tế phát triển theo hướng bền vững, tỷ trọng công nghiệp đạt trên 52%. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang nói chung, đóng góp của cán bộ quân đội hưu trí nói riêng, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí mong rằng các cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục tham gia công tác ở cơ sở, nêu cao vai trò cây cao bóng cả trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hội cựu chiến binh, là nòng cốt cho các phong trào, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển chung của tỉnh. Chiều ngày 18 tháng 12, đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động năm 2016 và việc hưởng ứng phong trào thi đua toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng phương án trồng hoa cỏ trên mái đê. Kết quả bước đầu tuyến đê tả sông Hồng đã được phát quang cây cối, cỏ dại, hai bên mái đê tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dự kiến quý 1 năm 2019, tỉnh sẽ kết hợp triển khai thực hiện trong dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài. Phấn đấu đến năm 2020, 100% tuyến đê trên địa bàn tỉnh trở thành tuyến đê kiểu mẫu. Hiện toàn tỉnh có 117 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Mỹ Hào đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã báo cáo với đoàn công tác kết quả đạt được trong phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu và việc hưởng ứng phong trào thi đua tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. Đang triển khai thi công xây dựng đường dưới chân đê kết hợp với giao thông để bảo vệ đê trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giải tỏa dứt điểm tình trạng vi phạm đê điều, tiếp tục xây dựng và duy trì tuyến đê Hưng Yên là tuyến đê kiểu mẫu. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao các phong trào thi đua mà tỉnh Hưng Yên đạt được. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục xây dựng nhân rộng các mô hình, cách làm hay, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng,
các điển hình nhân tố mới và đầu tư nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 18 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, bàn nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đến dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 378 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,99%. Công tác xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao các kết quả hoạt động nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Lữ đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tập trung thu hút dự án đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp, đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, kiên quyết xử lý các vi phạm kế hoạch 93A, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quyết liệt hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu toàn huyện đạt 100% số xã về đích nông thôn mới trong năm 2019. Khuyến khích nhân dân đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, nâng cao giá trị canh tác trên cùng một diện tích đất nông nghiệp, tập trung triển khai tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiến hành rà soát đôn đốc giải quyết tận gốc các vấn đề sau thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, chú trọng xử lý xe quá khổ quá tải, hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2019. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 12, các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên đã tổ chức khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân nhằm triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2018, kinh tế xã hội huyện Kim Động đạt kết quả tích cực, giá trị sản xuất kinh tế tăng trên 8%, thu ngân sách đạt gần 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người một năm đạt 51 triệu đồng, giá trị canh tác trên 1 hecta đạt 180 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Toàn huyện có 13 trong tổng số 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tại kỳ họp, đồng chí Đặng Minh Ngọc ghi nhận biểu dương thành tựu huyện Kim Động đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện cần thực hiện ngay nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của huyện. Tỷ trọng thương mại dịch vụ của huyện còn thấp, cần tìm ra nguyên nhân và có giải pháp để nâng cao tỷ trọng này trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, nhân rộng và phát triển các mô hình nông nghiệp hiệu quả, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng cơ bản trên địa bàn huyện, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tới dự kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Khoái Châu ước đạt trên 434 tỷ đồng, giá trị thu nhập trên 1 hecta canh tác đạt 195 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63,7 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,98%. Năm 2019, huyện phấn đấu giá trị thu nhập trên 1 hecta canh tác đạt 205 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2%, có thêm 4 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu huyện hoàn thành tất cả các tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần tập trung thảo luận, đánh giá sát tình hình kinh tế xã hội năm 2018, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó, năm 2019, huyện cần tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xử lý vi phạm giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, thu ngân sách, quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đến đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo an ninh trật tự. Dự và chỉ đạo kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.
năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng gần 3,4% so với cùng kỳ năm trước, tạo việc làm mới cho khoảng 2.600 lao động. Có 10 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Có tổng số 29 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2018 là năm thứ 6 thành phố được Bộ Xây dựng khen thưởng, công nhận là một trong các đô thị xanh sạch đẹp của các đô thị Việt Nam. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như chưa xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông còn diễn ra ở tuyến sông Hồng, sông Luộc, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh còn cao, tình trạng tín dụng đen vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Năm 2019, thành phố Hưng Yên phấn đấu thành lập mới và duy trì hiệu quả 12 hợp tác xã nông nghiệp, 9 hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và một hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, thu hút khách du lịch, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo hiệu quả, minh bạch. Dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, thu ngân sách của huyện ước đạt trên 404 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch tỉnh giao, thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,9 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 3.300 lao động. Năm 2019, huyện phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng 6 làng văn hóa, xây dựng 10 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp như tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năm 2018, huyện Mỹ Hào thu ngân sách tỉnh giao đạt gần 1.300 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 22.900 tỷ, tăng hơn 11% so với năm 2017. Đặc biệt trong năm, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Năm 2019, huyện tập trung đôn đốc chỉ đạo xã rà soát hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng hạ tầng, kinh tế, xã hội và thu nhập của dân cư vùng nông thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải một cách khoa học, riêng với xã Dị Tử phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án lắp đặt lò đốt chất thải sinh hoạt, tập trung giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm soát tốt xe ô tô, đảm bảo chở đúng tải. Đặt tên đường phố ở một số tuyến phố cụm dân cư mới, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế vào đầu tư trên địa bàn. Năm 2018, huyện Văn Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng, giá trị trên 1 hectare canh tác đạt 230 triệu đồng, có 10 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được phát triển. Để hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2019 là thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một năm, huyện về đích nông thôn mới, huyện đã tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ phát triển nông nghiệp, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên đất gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận và nợ động thuế, đẩy mạnh việc rà soát, cải cách thủ tục hành chính. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, báo Hưng Yên phối hợp cùng Sacombank Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải Việt dã truyền thống báo Hưng Yên lần thứ 22 cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. Tới dự và chạy biểu dương lực lượng có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giải Việt dã báo Hưng Yên lần này có sự tham gia của hơn 150 vận động viên tới từ 11 đơn vị. Các vận động viên thi đấu theo 4 nhóm đối tượng: nhi đồng, thiếu niên, thanh niên và trung niên ở hai nội dung 1.200m và 5.000m.
Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 8 nhóm giải chia nam nữ ở 4 nhóm đối tượng. Giải nhất đồng đội nhóm đối tượng thiếu niên được trao cho Đoàn Văn Lâm, giải nhất nhóm đối tượng thanh niên cho Đoàn Tiên Lữ và nhất toàn đoàn thuộc về huyện Văn Lâm. Hai giải khuyến khích được trao cho vận động viên lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất là Hoàng Đức Sơn 55 tuổi và Lê Việt Trung 7 tuổi cùng thuộc đoàn thành phố Hưng Yên. Được thành lập từ tháng 6 năm 2016 với 8 thành viên, đến nay hợp tác xã chăn nuôi Ân Thi là một trong những hợp tác xã điển hình của huyện Ân Thi trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng doanh thu đạt 7 tỷ 800 triệu đồng một năm. Hợp tác xã chăn nuôi Ân Thi không chỉ có các thành viên hiện có mô hình sản xuất kinh doanh tại huyện Ân Thi mà còn có một số thành viên tại huyện Quái Châu tham gia, chủ yếu các hộ phát triển đàn lợn, gà và cá, các trang trại phần lớn xa khu dân cư. Tham gia hợp tác xã, các thành viên hỗ trợ nhau về kỹ thuật, sống vốn, liên kết xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tính từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất bán được 65 tấn lợn thịt, gần 2.000 lợn giống, 3 tấn cá và gần 2 tấn gà thịt. Năm nay, do lợn thịt được giá trung bình ở mức 47-48.000 đồng một kg nên người chăn nuôi thu lãi cao. Điển hình như hộ ông Lưu Quý Xuyên, huyện Ân Thi, ông Hoàng Văn Tài, huyện Quái Châu thu lãi trên 500 triệu đồng một năm. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư và tạo điều kiện thuận lợi chăn nuôi, từ năm 2016 đến nay, huyện Kim Động đã phê duyệt xây dựng 8 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. 8 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư được phê duyệt xây dựng với tổng diện tích trên 32 ha tại các xã gồm Chính Nghĩa, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Hùng An, Mai Động, Ngọc Thanh, Song Mai. Đến nay đã có 9 trang trại đi vào hoạt động sản xuất tại khu chăn nuôi tập trung. Việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ yên tâm đầu tư sản xuất, thực hiện tốt hơn đối với công tác phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong cộng đồng khu dân cư. Nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ nông thôn, dự án LipSap đã nâng cấp và đưa vào hoạt động 5 chợ trên địa bàn huyện Tiên Lữ, mang lại hiệu quả thiết thực. Dự án LipSap đã nâng cấp cải tạo hoàn thiện 5 chợ tại các xã Lệ Xá, Thụy Lôi, Dị Chế, Thủ Sĩ và Thị Trấn Phương với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Với mục đích cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý và quản lý chất thải, đảm bảo chất lượng các thực phẩm tươi sống, dự án đã đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn cho các tiểu thương và người dân trên địa bàn. Khu buôn bán thực phẩm tươi sống được tách biệt, các quầy hàng thiết kế phù hợp, đảm bảo vệ sinh, thay thế các lều lán, bàn gỗ trước đây. Thông qua các lớp đào tạo về kỹ thuật kiểm dịch thịt tươi sống, quy trình thực hiện chợ thực phẩm đạt an toàn, các hộ kinh doanh đã hình thành nên thói quen tốt trong ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Tối ngày 18 tháng 12, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang lần thứ 5 năm 2018 mang tên Hưng Yên Collection Grand Fest 5 với chủ đề Hồn Việt. Cuộc thi đã thu hút 120 thí sinh là những sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang của trường. Với hơn 100 bộ sưu tập dự thi trải qua 3 vòng thi, ban giám khảo đã chấm và chọn ra 15 bộ sưu tập xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Với sự trình diễn của các người mẫu chuyên nghiệp đến từ công ty Venus, các mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ văn hóa Việt đã gây được sự chú ý mạnh mẽ, tạo ấn tượng đối với hàng nghìn khán giả tham dự. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trương Thị Duyên K14 với bộ sưu tập dựa theo ý tưởng mây che đan, hai giải nhì cho các thí sinh Hoàng Thị Thùy Trang K13 với ý tưởng họa tiết dân tộc Hà Nhì và thí sinh Chu Thị Yến K14 với ý tưởng đèn lồng. Ba giải ba cho các thí sinh Đào Thị Thùy Linh K13, Bùi Thị Huyền My K14 và thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh K14. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 9 giải phụ khác. Vừa qua, trên địa bàn huyện Văn Lâm, cơ quan chức năng của huyện đã bắt giữ và tiến hành tiêu hủy 2 vụ thực phẩm bẩn là 300 kg sản phẩm động vật, lòng lợn và 100 kg lợn ốm chết. Ngày 17 tháng 12, tại khu vực xã Tân Quang, tổ công tác của Đoàn Kiểm tra Liên ngành Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phát hiện Đào Xuân Hà ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm vận chuyển 300 kg lòng lợn đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, Đào Xuân Hà không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm trên. Cũng trong ngày, tại khu vực thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, đoàn đã phát hiện Nguyễn Đình Hưởng ở xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào vận chuyển 2 con lợn ốm chết có trọng lượng 100 kg. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Nguyễn Đình Hưởng không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ 2 con lợn trên. Cơ quan chức năng đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm để tiến hành xử lý xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ việc trên với tổng số tiền 3.200.000 đồng. Đồng thời,
tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên theo đúng quy định của pháp luật.